Ôi, em chào anh Bình Diệu nhá. Hello mọi người. Tao Tao để cho mày ăn hành giống như mày bỏ tao á. Căng thế anh Guộc. Anh Guộc của em căng thế. Chào Lâm nhá. Anh em chuẩn bị non nhé. Nhìn này, nhìn mà học tập này anh Guộc. Quét mấy cái thằng lợn này các. Hello cầm gian dối hả? Gian dối gì ở kia? Ok à, ok ok. Ok. Em chào anh Vũ Thế nhé anh ơi. Bảo tới live với anh Giang mà bỏ anh Giang đi chơi với ghệ á. Đâu có à, kìa. Do anh buộc của em ấy chứ em có biết gì đâu. Đâu ai mấy thằng cu rồi nhỉ. Bắn đầu mày luôn. Sao cái âm thanh của em ấy? Rất là bỏ bê công việc á. Đâu có thấy hôm em bận anh. Má anh em ơi. Ôi em chào anh Hương Thịnh nhá. Anh chào sớ cà phê nhá. Rủ ra bắn đi. Anh Giang không bắn anh em ạ. Đồng thế. Ê mấy thằng cua ơi. Từ viên đá nha, em chào 127 anh em nhá. Này quá nó spam bên mặt trời. Con tiểu rồi. I need a scope. Má cái thằng một thằng đứng bên này, một thằng đứng bên kia anh em. Cay thật. Từ làm chai nước cho đỡ sợ cái nào anh em. Trời anh Cầm Kiên Tần nhá, anh Cầm có nhiều à, phải hủy follow thôi, buồn quá à. Đâu có kia. Anh chỉ là mới có bạn gái thôi. Phạm Trường vào đá lại. Và cho cả đôi luôn.
Ơi nó quay anh em cay thế. Chết chục con. Trời ơi. Qua trường nó hắc bị khóa à kìa anh á. Thế á? Em chào trong 84 anh em nhá. Hút gì em anh của mày ở kia thôi. Thằng bất dạy này. Trời ơi em cảm ơn anh Linh nhá. Cảm ơn anh Giai đã ủng hộ em trăm sao nha. Chú cầm thoát ế. Cảm ơn anh nhá. Rồi à, em bắt đầu chắc là đợt này về chuẩn bị làm buôn bán hàng anh em ạ. À. Đợt này chuẩn bị về làm ấy. Chứ tình hình làm như thế này thì chết đói mất rồi. Chuẩn bị thành chết đói mất. Giờ cầm đã có người yêu không? Ông nào phao tin đấy, ông nào đấy, ông nào chim lợn đấy, ra một môi đúng không? À chắc phải ra một môi thôi, không sai, không buộc của tôi, chắc anh buộc của tôi đấy. Anh đi làm em mua trả góp được không? Hả mua gì? Là con kia cày đến bạn đã không gì nó còn lấy hết anh em. Trời ơi em cảm ơn anh Tùng nhá. Về em cắt to đi à? Ok anh nhá, game sau nhá, game sau nha anh Tùng. Về em cắt to thì phải nhảy khu khác rồi. Mấy khu lớn này nó không 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 có về đấy. Ok anh. Trời em thấy con boss bên tay phải kìa. Nhưng mà tổng tưởng gì nữa. Úi dồi ôi. Nó lệch đạn kinh của em. Em cảm ơn anh Tùng nhá. Cảm ơn anh Giai đã ủng hộ em 100 sao nhá. Bót bắn nổi. Quay lên kiếm đồ đấy anh em ạ. À. Ai được đi trung thu với người yêu đâu mà biết à? Ai có ai? Ai đây? Lâu lâu thằng em có tìm ai nghỉ hôm anh Giang chấm trước thằng em tí chứ đúng không? Em chào anh Nguyễn Duẩn nhá, hello anh. À, thằng kia đang mặt bot kìa. Em không có khẩu súng loại 5 nhá. Để game sau làm quả combo VSF với Vector của anh Tùng mà. Em chào anh Hiệu nhá, hello anh em. Ôi cảm ơn Trần Xuân Mạnh nhá. Cảm ơn Mạnh đã ủng hộ cầm trăm sao nhá. Cảm ơn nhá. Y14 này anh em. Berry à? Berry bắn xuống rồi. Trời ơi, của đời cho này anh em, phun thực hiện M4. Ăn thật đấy. Ơi, chào Linh nhá. Đút tí đồ đấy nhá. Em đút tí đồ đi bắn nhau xong. Sao rồi? Vé nét vét toàn. Như có bọn nó lên lên này anh em. Nó mở chứ nhỉ? Không nó mở nè nha. Nó mở. Giờ nó cho quả X6 thì ngon. Ơi chào Đại Phúc nhá. Mở cái nha. Nè mở. Ui, người yêu của cầm.
là một ẩn số. Có sao mình nhìn cái nhân vật sao nó chạy chậm ấy nhỉ? Anh em nhìn thấy đấy không? Kiểu di chuyển xong nó cực cưỡng này. Sao nó di chuyển nó cực cưỡng nhỉ? Thôi em chào anh Đăng Khoa nhá. Đây này, có sao nhìn nó cực cưỡng thế nhỉ? Em chào anh Thịnh Trần nhá. À đâu có, tôi vẫn live bên cuộc mà. Nhưng mà mấy hôm em bận tí. Xe ở dưới kìa. Cày mình định leo lên với ai cù xin luôn con xe. Ơ em chạy chưa anh ơi, mất thông báo nhé cu em à. Thế là anh Đức Mạnh, anh em ấn lại chấm than notify ấy mọi người, nhận lại thông báo ấy, bật luôn cái xe chạy. Tình mà không cai là tình vùng trộm á. Sao Lâm lại đây? Sao anh em nhìn cái nhân vật em di chuyển sao nó bị khựng khựng ấy nhỉ? Cháu cung Notify ở cái phần em ghi bình luận hay anh? Khoan đã, khoan đã, khoan đã, để em vào ra vào lại tí nha mọi người. Sao em nó khựng 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 tay quá thật. Cẩn thận công an bắt trộm xe. Đó thằng kia cay lắm đấy, nhẹ đang nhảy. Có hẳn người yêu mà đi trung thu á? À, đâu cũng à. À được rồi, được rồi, được rồi. Nãy bị lát anh em ạ. Em bảo sao nó di chuyển nó cứ cực 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 cực. Nhìn cùi bắp vào anh. Đứng đâu nhỉ? Anh chào Lam nhá. Hello em. Cái phông hay bị dính nhé em á, nhòe hết á. Mẹ nó. Hay. Đáng ngồi đọc không ạ. Cay thật. Mình bắn lén nó xong nó cũng bắn lén mình. Nó nhòe nhòe phía sau này á. Em kiểu em không bật đèn sáng nữa, sập đèn sáng đau mắt quá. Chào su su nhá. Cầm phải giống em này, thích là em làm là nói liền không người ta lại cướp mất à. Bên anh có quả đầu đẹp trai. Ôi bắn kèo anh à. Trời ơi em quả đang đọc con mình anh. Ôi, à, bắn của kèo ấy nè. Em kiếm đi cái khác ở cô chim kỳ quá. Ê, bắn kèo của anh Tùng Phát, combo VRS với Vector. Trời.
bầy này không biết có phép, có phế đấy không. Xuống phệt nó đã. Ước được đi chơi trung thu với người yêu á. Trời ơi, trung thu qua mất rồi. Trường nó tìm hỏi mua ạc anh kia, anh bán cho nó cái đề á. Mua ạc gì ấy. Có cây cực cực đang đọc công mình. Có bức tin nhỉ hạp. Có tiền hạp. สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นหนอนน่ะxuống kiếm khẩu tí, kiếm khẩu về đấy. Đùa đây anh trai à? Cộng ấy à? Cộng Kevin à? Đúng không? Cộng Kevin đúng không? Anh kiểu sao Facebook nó không check được người á. Mẹ hai cái thằng telephone này. Mày đến cướp nhà tao hả cu? Lần sau học lại nhảy dù nha bạn này. Đấy, nhảy dù hay cũng là một lợi thế này anh em. Anh em rồi một phía đi, anh Trọng gửi kia. À, Trọng game Việt, ấy à. Ok, chơi. Xong game rồi nhá. Có like không? Xong game đã à. Đang sửa tay bắn. Đó mà không có băng đạn thêm thì phù vãi. Đâu? Đấy, xin tiếp ký đây á. Gặp nó đâu bắn nó á. Khốn thế bạn. Nó mất dạy. Thằng nào đi cái SQ của em nhỉ. Cái này quàng thịt mình luôn. Nó đây. Có con bot này nghe.
Coi có nhà. Có 3 GMX6 này. Buồn luôn ạ, phải thật. Khoan. Cái thằng xin lỗi. Em nghe anh. Trời ơi, chào một trang nhá, ai đồ mõm cái gì đây? Thằng này bắn bot. Cứu nhanh nhỉ? Có cái thằng này lao lao lên rồi đấy. Khổn thế. Ôi vẫn tung lốc nó kia ra như đỉ ấy. Ô cả thế mà không lốc nó. Nó dai thật đấy. Em quẹt thế mà không lốc nó. Nhang thấy không, em bắn nó thế mà vẫn không lốc, cày thật. Ôi đi kiếm VRS với Uzi, VRS với ấy đã. Non. Má. Sao nó khỏe đấy nhỉ? Nghe thằng kia chắc dấp bài. Cay á? Đâu cay đâu anh, trời ơi, nó khỏe thật đấy. Em chào anh Quảng Định nhá. Cũng được sơ sơ rồi anh ơi. Có sao, sao có con xe đây nhỉ? Xem lẩu á. À, mình hôm qua mình mới ăn xong bạn này. Lộ anh em ơi. Can lộ lộ. Bye bye. Ăn với ai mà không kêu á? Hôm bữa mấy em ấy mà màn hình của em bị sọc hay sao á? Là sao thế anh em? Sao ấy nhỉ?
Thôi em thấy bình thường mà, ở trên live stream em thấy bình thường mà. Em đi kiếm khẩu VNS đã. Táo ở cái bà này. Bình thường đúng không? À, thế ông thế em vừa nghe ông nào bảo màn hình em bị sọc màn thì em xem live stream có thấy đâu. Chế phía trên đầu có cái sọc sọc á. À sọc sọc trắng ở cái phông. Cái phông kiểu em không bật đèn ở phía trước mặt ấy, kiểu đau mắt quá. Nhưng mà nó bị thế anh em ạ. Em kiếm của VNS á. Nghỉ đi nhậu đi à? Thôi không dám. À mẹ Trang sang bên đã làm việc chưa đấy, làm việc chưa? Hay là sao vẫn đang kiểu đi uống bia đấy. Anh có phải có người yêu tên Vi không ạ? À? Đúng rồi đấy. Đúng rồi đấy, anh Giang có người yêu tên Vi, đúng rồi đấy, ông nào đấy. À sao hôm sau đi làm luôn à? Ui dồi ôi, áng được trăm củ không? Chắc phải hơn chứ, đúng không? Ôi cái khẩu. Em nói thật chứ cái khẩu VNS cực kỳ khó kiếm nhá. Mình kiếm mãi không thấy ra luôn á. Nhầm địa chỉ à, đúng rồi. Thầy Giang người yêu tên Pi, đúng rồi, gì nữa kìa. Ủa đúng rồi, gì nữa. Người yêu anh Giang tên Pi à. Cấp này, anh Giang hạng này đẳng cấp thật đấy. Chết. Quá này về chị dâu cạo đầu. Nhà nó cũng có VNS này anh em ạ. VNS có kiếm thật đấy. Em nói thật. Khẩu gì thì khẩu, nhưng mà cái khẩu VNS vẫn khó kiếm. Cái map thường thì nó nhiều, nhưng mà map sự kiện này sao em cảm thấy hình như nó không, nó ít lắm. Vào mấy khu đền không biết có hay không. Vậy sao mà được trăm á? À không được trăm thì chắc được là 5 chầu. Em chào 192 anh em nhá, anh em được chưa like em một like nào. Xong lưu ý. Trời ơi, không có khẩu VNS anh Tùng ạ. Trời ơi, cày thế. Đúng, đúng rồi. Chết rồi, anh Giang. Anh Giang lừa dối bạn nào. Đúng. Anh nha, người yêu cũ tên Vi mà chuẩn lụt. Nửa nửa thì chắc cũng hên xui. À thù. Chuẩn bị đại gia rồi. Đại gia kỳ anh. Ui chết mẹ, C4 đấy anh em. À nó thấy mình anh em. Thôi té đây. Lại đấy anh nha thôi. Anh ở lại làm cho ra ngô ra khoai đây. Ừ. Chết chặt lừa dối tình cảm này. Em nó này. Giờ còn chạy ạ. Sao bảo sư không? Anh liếu nhỉ. Còn định làm sấy à? Sao xe mình còn nết không? Còn nết không?
Nhìn thằng kia nó lực vãi. Nhìn nó, em chào anh Toản nhé. Nó nổ lực kinh khủng, nổ lực. Ui. Cố lên, nghe em cho nó bỏ lên sớm mốc em gạt nó cay. Cố lên. Cay chứ sao không cay. Cay lắm luôn. Đúng rồi, lúc đô la chuẩn bài. Em thích anh thì giờ phải làm sao á? Ôi, anh chào mèo nhá. Cay chứ sao không cay anh em nhá, bò, cố gắng bò gần đến nơi này. Nhăn ngay quả gạch rùa. Xin lỗi. Em bảo mà cho nó bò một tí anh em ạ. Thương nó tí. À, thằng kia nó kiểu nó nốc nó kiểu nó cố gắng lắm rồi đấy. Ok mèo ơi, nhận kèo nha mèo. Anh yêu anh cục một. Chà mấy kì lâu lắm rồi thằng mèo nó mới ra kèo đúng không? Bây giờ một là mua M4, hai là mua X6, em nghĩ là mình nên mua X6 nhỉ? Đúng không? Mua X6 như mua khẩu, mua phụ kiện thì nó kiểu không có bốc bắn nào. Ôi, bữa nay chuẩn bị về làm buôn bán hàng anh em ạ. X4 gì mình đi mua X6 luôn anh em. Đấy, mua này, đấy. Đấy, X6 luôn. Em chào anh cầu rồng nhá. Bữa nay chuẩn bị về làm buôn bán hàng. Thì không tình hình làm như thế này chết đuối. Ô em bảo ok mà. Đâu để em xem nào. Em bảo ok mà, nhưng mà em bắn xong game đã. Làm quả solo squad đã. Đâu để xem không đọc. Nếu em nhìn không nhầm á thì là tròi có người. Game cường nha em ơi. Thôi chào bác nhá. Mua ạc em đi, em đang bán á. Đâu, đưa đây xem nào. Đồ xương cá anh em. Có rất cá anh em. Trời ơi, thằng này nhảy dẻo thế. Ôi em chào anh đang biết thành nhá. Nó thằng này nhảy quá dẻo nhỉ. Nó chỉ cần lệch bên này là em làm em sấy ghim chết nó rồi.
Ôi chết con mẹ em. Nga bắn hai viên của mình. Nó quả mình nằm sau xe thế mà nó bắn xuyên được nhỉ? Vô lý thật. Có xe hết xăng nhỉ? Như tóc ảnh. Từ em đủ đặt rồi. Em không biết Facebook trọng gì nhỉ? Gì nhỉ? Nay là gì nhỉ? Bên anh còn nhận tiền anh không à? Có em ơi. Nè, à đùa, đùa em này. À, thôi bắn mấy anh trọng anh em nhé. Không, 659 6384. Giờ còn bao nhiêu ngày nhỉ? 8 ngày à? Thế sao em không để đầu mùa cày luôn? Bậc thầy bây giờ nó cày vẫn giá như kia, nó phải lên 6 cầm mấy điểm ấy. Ok. Ok ơi. Nhé. Yeah. Mấy thằng này nó bắn anh vỡ alo của em à. Cày. Ui giời, em có tốc alo mà vỡ luôn này, nó bắn ghê thật đấy. Đúng. Ao đây rồi. Bắt vừa đấy là cố tìm chết để ao ra bắn cùng anh cầm. Đúng, 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 đúng. Đúng, đúng, đúng. Anh ra đây khỏe không anh? Ờ, bình thường thôi anh vẫn cuộc sống vẫn bình thường đấy mà. Anh em chờ em tí nha, làm ví thuốc lào tí nha mọi người. Chờ anh tí, anh làm ví thuốc lào. Trời anh ơi, hút hụt gì nữa, đỡ qua chích đi anh ơi. Bây giờ còn hút đấy. Ba ca dưa bò à? Thoát rồi, em thoát rồi anh em. Thoát ra bắn cùng anh cầm rồi anh em. Em chào mọi người, chắc kênh anh cầm nhá. Hello anh em nhá. Hello Thu Trà, hello em. Chờ nào, anh cầm vào chưa nhỉ? Tôi đợi bay đến rất là ra, đợi anh cầm vào là vừa anh em ạ. Anh cầm đi bắn lúc nào, chắc là cái bi lúc nào nó phải to bằng 5 đấm đấy anh em. Phải bị chắc. Bây giờ anh cầm bị bắn vỡ alo mà anh em, nên là alo to lắm, nên là bút ký lúc nào to bằng 5 đấm mới vừa này. À, kem pin trọng ấy. Dạ. Em đây anh ra anh. À đây 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 xong rồi. Làm đi thuốc lào cho nó tỉnh tâm như mẹ mấy thằng này nó bắn anh vỡ alo rồi. Cay thật đi. Ôi trời ơi. Quà bắn anh ra là buồn cười quá anh. Sao có được tốt nào? Được thì được, nhưng mà bắn anh Giang buồn cười quá. Anh Giang, anh bắn anh Giang trẻ trâu lắm, được bắn, lần sau đừng có bắn. tối nay ba anh em mình bắn chung đi, dù cả anh Giang nha anh. Ừ, ok, sao không được. Ok nha anh. Mạnh dạn trả 50.000 đô à? Con à, con Trang đi khoảng tầm 2 củ. Một củ đổ về, đưa đây anh. Xe à? Công tư xe à? Công tư xe này là khoai lắm. Để đấy luôn anh. Bọn này nó khoai lắm anh. Thế nhảy đâu rồi anh? Thôi nhảy đi. Lỡ chấm rồi. Ok. Anh còn lên chung cư cao à? Anh với anh Giang còn lên. Tại vì không đủ người khó. Nó quay xe. Quay chung cư khó ấy. Khó bách.
Ôi anh chào Ngọc Vân nhá. Đấy thấy chưa? Nhì, hai tim luôn. Ui giời, hai tim, 20 tim vào hết anh, không vướng. Ôi da. Đây 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 đây, để em lấy này sau này. Để phía sau này. Nhảy đi, nhảy đi, Tầng nhảy. 1 nha anh, tầng 1 nha anh. Tầng 1 này. Đấy thấy chưa? Úi, Nó bắn tắt vào đầu em luôn mày. Em viên AK là đi thôi. Chúc hai y livestream VV cống hiến nhiều pha đẹp em mắt đang ảo bắn tung anh cầm chảo anh nhé he he he. anh cảm ơn mèo nhá, cảm ơn em đã ủng hộ anh 5K nhá. Ok anh cảm ơn nhá. Nhà nó cứu xong em à, anh có dám đứng trên gạt nó đâu, mấy thằng bên kia nó nhìn sang ngay. Tích Phớt, 4 này anh phớt, em. phớt, 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 phớt. Và bài này em lên em. Lên, lên. Đi 4 trên tầng 1 đi. Trong 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 trong, trong nhà này. Phớt này. Ok. Ok anh ra đây. Quát đi. Này làm gì nó cứ chạy sục ra sục sọc bên thế nhỉ? Qua đây cu. Nó chuẩn điên cướp anh ạ. Nó chuẩn bị đẩy Ghê quá. kê thủ rồi. Rồi anh chào Thúy Dung nhé, phơi lúa cho em á. Thôi anh lại không biết phơi lúa như nào. Nóc của em này, bên kia nóc hoàn toàn đẩy luôn được anh. Đẩy chứ sao như này. Anh nóc tầng mấy đấy? Tầng 2. Cẩn thận, hình như nó kê chân của thằng. À không, không. Xin. Còn Xin. lên con con. Còn đi nghe. Nghe mà. Mái. Ngoài One bờ tường shot. này, ngoài bờ tường một anh. Ui nó đâm lên. Thì anh cũng có nên. Mỗi mình bắn toilet à. À anh, em chào anh Bin. Vâng, em chào anh. Vâng. Ủa, anh thông cảm, em chào này mắt già này, mắt mắt nhìn chậm á. Chào anh trai. Bắn thế mà hụt à. X4. Nóc thằng ngoài này nghe. Đây à. Nhưng mà bây giờ làm sao mà đẩy được mà mấy thằng chung cư bên này. Sang luôn anh. Nhảy Sang nhảy luôn mái anh, mái cần mái phải mái mái. suy nghĩ Nó đây. mái nó mái mái. Được 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 được, mái em để chỗ này được. Anh không phải nghĩ. Nó xuống này. Để em ra em gạt thằng đồng đội nó ra. Tầng. Ôi, nó bỏ đâu rồi? Đồng đội đi đâu rồi? Khổ thế. Cái hết Ui, đâu dài tới ơi. ấy, anh bắn cu Anh vơ nối chứ. lưỡi đúng không? Dài lối lưỡi đúng Trời ơi, anh cu vơ đi. Chỉ là cu vơ thôi Eo mà. ơi, kinh thật đấy. Ok nhai. Cầm có đi cưới không để anh mời á. Thế thì bạn phải mời mình rồi xong ấy chứ, sao lại hỏi có đi cho hay không để mời. Mời thì mới đi được chứ. Anh phải mời Ở em nóc ngoài này chứ. anh ơi. Đâu, coi đẩy đấy, để lên chung cư đấy. Ủa, gần nó Sau công này này, à? sau công này. Nó nốt ở sau à? Vâng, em không biết là đồng đội hay ở sau hay gì ấy. Con kia ở trên chung cư cao đâu không? À chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Luôn. Qua luôn, qua luôn, qua luôn. Không vướng, không vướng. Bờ nào à? Thằng này yếu Shot này. shot.
cao. Mày quá cao, mày quá cao, mày quá cao. Nó gạt mất anh rồi. Nó gạt rồi. Nó ở chung cư cao ấy em. Ê, bỏ quá. Ờ à, đúng rồi, anh Trọng, anh cầm đúng rồi Long này. Chưa kịp gánh nó gạt em rồi. Ôi lên đây anh em ạ. Anh cầm. À dính quả. Em chào Dinh Trung Kiên nhé, em đã đạt Hiệp Lê, anh em xem live vui vẻ, em cảm ơn anh Hiệp Lê, Hiệp Lê nhá. Cảm ơn anh Giai đã ủng hộ em 50k và số tài khoản nhá, cảm ơn anh Giai nhá. Ui giời, thế vẫn nốc ạ. À. Thôi, à, anh em mình lên đảo chơi em này. Anh em mình lên đảo. Thôi gạt đi gạt, gạt đi men. Đây mình đây. Trời ơi, game trước em kiếm BS mà không được anh ạ. À. Nghe cái khẩu BS ấy mình khó kiếm. Cay thật. Nhưng mà em bây giờ em đang bắn đồ rồi. Để em xem đồ xem có BS không. Tại vì là cái khẩu BS khó kiếm lắm. Bay đâu ấy, đường bay em đâu ấy, nó không gạt em à? Nó chưa gạt anh. Em ngon. Em đang ôm bụng giữa đường luôn đấy. Quá. Anh thấy em có bắn súng luôn không? Thấy rồi em. Có con nạc full súng full skin nha bác ơi, 100k nhá. Full súng full skin mặc định ấy. Bắn cứng luôn đẹp trai. Anh bay đâu đấy? Bay xuống chờ. Bên này đảo rồi. Ừ, anh đảo lấy đồ. Ké thì mà 200k. Đấy, tầm 100-200k đầy. Full súng full skin mặc định. Mày có thấy đường bay của em cũng nên đảo này nhưng mà nhưng em nhìn thì em không kịp tới quá. Kịp tới, kịp. Ừ. Chậm kinh khủng luôn ạ. À. Cái máy bay nó hết xăng đây sao ấy. Hôm qua bắn với anh Giang cứ bảo em là anh ruột của anh thôi, anh cầm ạ, anh xem thế nào. Ai? À. Anh cứ bảo em là em ruột của anh thôi, chết thật. Thế từ trước giờ anh nghĩ là em là em ruột của anh cầm ạ. Nói đi nhà thịt luộc anh em này. Gì anh? À, tới này, tới này. Vừa kịp tới luôn em. Anh bị bắn à? Nó đại nào anh? Anh pinh em á. Anh gạt nó, lên đi, lên đi. Ok, ok. Một phút rồi 3 giây nữa. Có xe này kìa. Thấy ôi, bọn kia nó xuống này gần. Thôi thì mình lên đi anh. Nó đang bắn nhau, nó đang bắn anh nè. Mình áo có lượng này. Bay lên đi nào, lên đi. Em lên rồi. Anh cố gạt đi chứ. Rồi xuống bắn lên luôn. Sao anh chào phát đẹp trai nhá, chào Hiếu Black nhá. Hello. Trà đá em trai à? À, quả này là biết anh Vinh rồi. Cảm ơn anh Vinh nhá. Cảm ơn anh Giai đã ủng hộ em 100k với số tài khoản nhá. Đây Phan là biết ai luôn. Mày quá, cố gạt kia tí thì nó gạt này. Nốc quá thì trời cứu thật. Em cứu được mà, em ngay chân không, anh mà. Quà nó không cứu được. Nó đứng bên kia nó kề em. Em cứu được. Anh nó còn chỉ có đi. Cái thằng vừa bắn anh ở rất là ra ấy. Nó kề em băng được luôn ạ. Ấy bên em có này. Watch out. Từ. Bình tĩnh, cơm không ăn gạo vẫn còn nó cho anh lúc tí đồ đó cu. Rồi. Chết này. Chết nè. Chết không chết rồi. Nó mấy thằng anh em? Một anh em. Một thì từ. Nấy nào. Mãi à? Tôi không biết nghe nó ở đâu. Đây trên này. Nó xuống rồi sao á? Ủa, bom mặt người. Ừ. Nó xuống à? Nó xuống rồi sao ấy? Chợ, à con đấy nghe. Từ.
Ngạt doa bây giờ mẹ hả? Lên. Nó ngay góc này luôn này. Lên này. Chỉ cái bóng ba. À thôi. Kì khiếp. Sợ thật đấy. Ôi em chào 183 anh em nhé. Anh em mà chia like. Em một like nào mọi người. Tên thật, người ta bao đó chót luôn ạ. Đổi cái chất 2 anh được em. X6 em lấy không? Đây em đang chỉ dấp thôi. Em lấy X6 em không? Có anh đây, đây. Em có anh. Đây cái chất. Anh chấp 3 hửa. Ôi dồi ôi. Cái giáp em vừa bỏ ra đây. Ê, bọn này nó lên bọn này lên nó bắn đấy lên, bot rồi này. Nó xuống rồi anh em. Em vừa nghe à? Em vừa nghe này, ngay dưới này. Chết bên hướng bên kia. Nó chạy lùi lại đây. Bắt được bọn này thì giàu kinh khủng. Có phải em nhỉ? Hình như không phải đâu. Không phải, thằng này. Bọn. Thằng này mới lên đâu. Nó mới lên. Ba lô ba kìa. Ôi, anh phun. Bạn với cầm không áp lực như anh Giang á. Đâu, vui, vui đây. Thực ra tối qua lực. Em mệt nên là em. Mày bắn mày, 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 mày cứ chết nhiều vào cho anh. Anh Giang, Giang nói gì? Vả, chết. Và qua bắn mình Giang lúc liên tục. kiểu nó mệt đấy. Không, không sao em. Sáng qua hôm nay bút. Bút, nó, ấy, nó xuống này kìa, bên này này. Hai thằng hai bên luôn mà. Nó ở dưới chân anh. Ôi. Ủa anh đi bên đấy à? Anh đi bên này mà. Ôi giời ơi. Thế mày đi à? Ở đây có một thằng anh ấy. Nó đầy máu đầy nước ấy. Anh cũng phun ấy với nó mà. Con này đi bắn đền mà. Quả tâm trắng. Quả tâm trắng bắn. Kinh thật, kinh điển luôn ạ. Ở đây anh em che mắt rồi nhé. Anh em phải bịt mắt ra đấy thôi. Hay quá, anh em được ra chơi game mới rồi. Mình ăn đùa. Sao? Mình kê quả đứng sát thế mà vẫn chết. Đúng rồi. Chăm đừng em ký vào. Ông anh em mình cũng như nhau thôi. Đọc. Anh phải nhớ anh những người lớn tuổi phải đánh nhau ấy. Phải nhớ anh Giang này. Mẹ thế mà cũng chết. Mình bắn hay ngồi quá. Quả cứ đứng mà bắn thì ngon. Hay ngồi ngồi. Ăn chưa? Anh ăn rồi. Lúc trước khi live ăn nhẹ có mì tôm rồi anh em ạ. Nên hôm nay bắn mới dối như thế này nhỉ. Ừ? Rồi, đây, nhà anh. Đấy, hai anh em mình tỏ. Không gánh được anh cầm mình nhìn. Không gánh được. Anh cầm tạ lắm. Nhà ly gì anh? Hack map cũng đài á, em có hack đâu, giời ơi. Tối qua bắn với anh ấy, bánh mân Giang chơi ra để em hack chứ. Hách thì nhầm, hách thì đã khóa ạc luôn rồi. Hách thì nó xin gọi là xin lính biệt phụ rồi anh em ạ. Ơ em chào anh Nguyên Phạm nhá.
iPad sấy tầm gần này thì người ta yên tâm thế lắm mà ta. Hiro hèn xùi. Nhà ly anh ơi. Ờ, hai anh em một nhà ly là đủ rồi. Còn cần phải nhảy đấy okay, đâu. Ok anh. Nhảy ly xong đẩy C luôn. Đồng hồ cho này về 4 team đấy kìa. Anh em mình chia đôi nhá, anh 2 team em 2 team nhá. Ờ hợp lý đấy. Làm đi anh. Không tranh nhá, không tranh nhá. Ôi mình ăn sau lưng anh không rồi. Ok. Người hai thằng đúng không? Hợp lý nhỉ? Nghe hai đúng quá rồi, hợp lý được rồi. Cái đứa hỏng. Cận chiến học thêm mình buộc nha, đúng rồi anh Giang bắn cận chiến hay mà. Có nước không em ơi? Có nước không? Đây, ra đây cho nước này. Đâu. Có cái team team ở đây này. À đây. Anh nhận team nhá. Rồi đây anh nhận rồi. Qua luôn. Qua luôn anh, được. Ờ, đi, qua. Có đằng trên nóc kìa, trên nóc trên ngoài. Con chân cầu thang còn đi chơi luôn anh. À thế anh hết rồi. Gà đã. Nhà trong phòng. Ui hết đạn. Ui trời. Mình nghe nó gần hai thằng. Nghe từ chân cầu thang. Nó đứng sát một góc luôn. Hai ông bắn náo đi với nhau. Bắn biển là bắn công hiến cho anh em đấy anh em. Qua này đi chơi luôn anh. Nguyên Phạm làm gói mì tôm đưa đó nha em. Em cảm ơn anh Nguyên Phạm nhé. Cảm ơn anh đã ủng hộ em 22.222 đồng nhé. Trời ơi. Thôi em đùa đấy. Đường bay của em không tới được. Anh cũng không tới. Và school đi anh. Và school đi anh. Đừng vào cái điểm này nè. Ừ trời ơi cái điểm này nè. Bay đi ạ. À? Thằng kia nó đứng yên ở trong góc. Mình nghe hai thằng. Ôi mũ bà giáp bà. Mình nhảy xuống đây. Shop mua bán à, cầm kiếm mình à, đúng rồi, chuẩn bị làm về chuyển mảng về làm buôn bán thôi. Mình ra định buôn gì đấy? Tính về làm buôn bán hàng chứ làm gì. Mới làm được hai bé ra đi rồi. Cày thật. À. Anh có xe chứ. Em mình lên đảo luôn. Đi lên đảo rút đồ cho nhanh. Không thì lên đảo bắn bot. Đi. Làm kiếm full combo cho nó dễ bắn. Kiếm con 10M trả góp 50% à? Được. Quay quá gì chỗ em không gửi sao ấy. Đây ra đây, anh ở ngoài này. Ờ đúng không rồi anh. Cảm là chỗ không người anh. Không sao. Mình chết lại làm game mới em mất kìa. Xuống anh. Nhanh không nó lên đảo bây giờ lên. Có súng gì không? Đi luôn anh. Có khẩu gì không? Không anh. Nhưng mà đang ấy mà. Đang. Đã ra đến rồi anh. Hai anh em mình ra ke trước đi. Ra ke trước đi kiểu gì cũng có bọn lên đảo đấy. À đường bay này khó đấy. Ờ đường bay này. Đường bay này anh em mình. Đây này.
Đảo cái Ra bên gì? này thì may ra là còn Đảo gặp. đâu chứ, sao lại đứng chờ đây? Chờ đây đến khi nào mới đến? Quay cho Ken nhá, hello Ken. Đứng đây chờ đến khi nào đấy? Anh ơi, em bị người yêu bỏ chỉ vì bị yếu chị Mỹ, anh có cách nào bổ đập trang dương không vậy? Chứ tầm này thì em đau khổ lắm á. Có, Thế thì Thiến chịu đi. rồi. Thiến, 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 Thiến Kể đi. mà anh... Thiến. Bảo em có Thiến. Thiến đi. Em nghe anh cầm ở thì em. Anh cầm là anh tốt với em nó đấy em ạ. À. Mại vô Ôi, à, chết ok. rồi đấy em. Ôi chết mẹ mình. Anh ơi, anh giết được rồi. Anh đâm ấy nhầm. Bắn đây, bắn nó đây, cái thằng điên này, bắn đây. Thôi bỏ anh em, bỏ à. Anh em mình lên đi, anh em mình lên đi. Ờ lên em. Ờ nó chạy luôn em ạ. Nó chạy nó, mà. Ờ nó chạy luôn, vãi chật. Anh chào thằng điên nhá. Nghe mày. Cù ai đấy cù. Cú đúng thằng mèo là khó rồi. Không mà anh ấy. Đây lên xe đập anh bố rồi. Anh dai rồi, anh dai lại nói thế anh dai. Ui giời ơi. Anh dai lại bảo thằng em lên đám là toang tiếp. Ôi con lại xịn này. Sao anh ơi, ai vừa đốn lên đẩy 50k TR Ken 10 cầm. Cầm cảm ơn Ken nhá. Cảm ơn Ken đã ủng hộ cầm 50k vào số tài khoản nhá. Cảm ơn Ken nhiều nhá. Thì đầu đấy nhỉ. Đầu đấy. Nó chuẩn bị lên đấy em. Cho nó lên luôn anh, xin mời nó luôn. Cái gì nhỉ? Nam định bảo vào có bắn bot đâu? Vào bắn bot kiếm mấy khẩu VIP bắn sướng sướng. Thôi, không cần thôi. Anh em mình ở trên này lúc còn đi xuống ăn thịt nhỉ? Ăn thịt được. Ăn thịt sang người. Trên này thì lại không có khốp. À, ok, cảm ơn Ken nhá. Cảm ơn Ken nhá. Đó. Nó lên đấy kìa. Nó lên à? Câu ơi. Watch out. Ui dồi ôi, sao bắn sớm thế, cứ đứng kê nó thôi. Nó gần này nè. Nó vừa đắp lửa mà. Nó vào gì? Không biết. Em nghĩ nó xuống rồi. Xuống rồi, xuống rồi, xuống rồi. Xuống rồi, ba, không xuống. Cho ăn của Bobby vậy. Ủa thật đấy, đáng lúc đổ. Thôi vào đây luôn. Có cái gì này? Thích nó đuổi. Nó xuống nó lại lên rồi. Bên anh có người lên. Anh giàu lắm này cua ạ. Em giàu lắm. Chứ một cái giáp ba rồi. À thế anh Hoàng Anh, hello anh nhá. Hoàng Anh ơi, anh đúng là một fan tích cực. Nút à? Mời bố này. Cái gì á? Mời bố. Em là fan của anh Trọng Vina. Trọng Vina. Chào cả nhà. Đúng rồi. Chào cả nhà đang xem nào. Và chửi. Kêu tao hack á? Không có đâu. Trời ơi. Thì bọn anh hack rồi em. Em nghĩ chúng nó không lên nữa rồi đâu. Thì anh em mình xuống đi. Thế, ok. Lên xuống đi. À từ anh em. Mình đi. Tập này chúng nó vẫn lên đấy. Nó vẫn
có một linh cảm về chúng ta phải đi lên đây. Ra đâu? Ra đây. Bật am xem sấy có tốt không. Đủ đô, đủ đô. Tài khoản bị khóa nó không ra là kèo á. Phải mái anh Hoàng anh ấy. Thế nào chả được anh. Anh em mình vui vẻ mà. Coi xuống đi. Coi xuống đi. Xuống đi anh ấy. Đi. Trở lại mất thời gian quá. Em bây giờ biết ở đâu bắn nhau không? Chỉ có cổ bầy. Qua cổ bầy. Cho anh có xe không? Ở đây cho anh có bút ghi này. Đâu? Ở đây anh thấy. Watch out. Đi cầu bay em ạ. Đi cầu bay. Còn này nó toàn nó núp cầu bay kê nhau ấy. Kê mấy thằng con cầu. Không nhận. Ơ? Ừ. Ấn vào xe không vào được luôn đây. Trêu. Đi nước nào đấy em có đi nước nào đâu anh. Anh chào anh Quyền nhá. Anh PK stream là vậy á, anh bắn với cả anh cầm em ơi. Anh cầm viên minh nữa một mình. Mấy tốt vậy em, nhiều tốt lắm anh em ơi. Anh em đừng hỏi nữa là em buồn anh em ạ. Không sao em không. Cái gì nhỉ? À đây, đổi xe này đi anh ấy, đổi xe này đi. Không, đi con Bookie sướng hơn nhá, con này đi ấy. Ở con Trang á, à. Trang hình như đi hàng. Đây, có thằng rớt đồng đằng sau này. Ui, hai ba thằng đấy nhá, ba, cả team nó đấy. Mày ra đường đây là giết em rồi. Tớ móc đi. Tớ móc lên xe này. Từ anh ra. Lên nhanh. Lên. Lên Doraemon. Nó. Trời ơi, anh định bắn dừng loạn cái cờ để bắn mũi kia. Em đang bắn với trạm Kenvin anh Quyền ơi. Anh lỗi anh lỗi cáo quá. Quả đâm lên Doraemon là hay nhỉ. Em cần gì phải đứng ngọn gờ ấy. Mà nó sấy quả nhanh thật đấy. Nói chứ anh em mình phải làm cái top 1 em này. Không ai anh Giang này vào. Ui, quả nhìn thấy mấy thằng nó chạy giữa đồng. Em nghĩ là nó ở giữa đồng ý. Quả mà nếu mà đâm lên Doraemon thì ngon hơn. Hai thánh nhảy dù gặp nhau á. Ê khủ. Có máy bay à? Ghê vậy. Trong này. Alo. Đâu anh? Ôi giời, từ lấy là giời em tắt mic à.
Trời ơi, cứ nói chuyện một mình chứ ạ. Em bắn con M1 à? Em bắn con M1 gì á? Nó có hay bị no sai không? M1 anh ạ. Bị gì cơ anh? Nó hay bị nó bị lỏng thiết bị ấy, kiểu no sai ấy. Nó có bị hay bị không? Em không hiểu. À, lỏng cáp á hay là đúng rồi, lỏng cáp, có hay bị không? Có anh ạ, hay bị lỏng đó. Con M1 bị lỗi mà, chỉ có con 2020 nó không bị. Bảo sao em thấy cái con 2020 vẫn đắt hơn con M1? Chỉ ra là giờ mới hiểu vấn đề. Không, nhưng mà đấy là chỉ việc mục đích anh em mình chơi game thôi. Anh Giang phải kiếm lại chút à? À ok anh Tinh Thần nhá, ok anh. Anh ăn gì chưa? Anh ăn nhẹ con mì tôm em ạ. Trời ơi. Anh nhẹ con mì tôm bắn cho đối dối rồi anh em. Đấy anh em thấy không? Làm live stream không phải móc cương đâu anh em ạ. Ừ. Đầu nắng. Bên mình hình như không có mắt này. Ôi chào công nhá. Bên em không đông tí nào luôn anh. Tầm 7-8 thằng đi. Cứ từ từ đủ đồ bán nhau em ạ. Mình phải có tí đồ bắn nó mới cháy được chứ. Rồi hợp lý. Này của em. Mà em cứ clear đi. Anh nhiệm vụ của anh ra này chỉ có đi rút đồ ấy. FBI bên chúng tôi. Qua đi em nói không em nó buồn đấy. Rồi bắn đi. Anh nhặt cho mày quả X6 này. Thoải mái đi cu. Ui thằng này giàu đấy. Nó giàu hơn những gì em nghĩ ấy. À X6 này. X6 này. Rồi em xin này. Em xin này. Còn gì không? Không em đủ không? Không em còn địch không? Watch out. À, còn địch ở bên này. Watch out. Thôi đâu nhỉ, nó im lặng ấy. Sợ nhất mấy thằng im kiểu này. Đối diện mình. Đối diện là đoạn nào ấy? Đây này, nhà này này. Watch out. À, anh có. Nhà ở đây á. Sao được tưởng tượng đấy. Ôi nóc nằm bên tường kia máy. Thằng trên tầng 2. Cuối tầng. Mày, ná. Quẹt tim mà không. Không sao, không vấn đề gì anh. Em đúng làm rồi, được. Đúng. Em cho anh cụ lắm. Nó hết đạn này mà. Nó ngồi spam 2 khẩu luôn á. Làm việc hết, chào tao chào á. Chắc bắn đến lúc anh cầm nghỉ anh em ạ. Anh like, bữa nay anh like buổi trưa anh chỉ like 2 tiếng thôi. Đúng là vâng anh. Một chấm máu vẫn lao lên á. Em nghĩ nó yếu rồi anh.
mà nó thứ hai nó hết đạn. Bắn hay thì chiến như sợ toàn gì. Được rồi, anh em đi đâu được nhỉ? Kiếm của bà 4A, từ từ bình tĩnh. Đây nó anh... vẫn là câu hỏi khó. Đây đây đây, bà 4 em. Đâu rồi? Oh, ok. Để chỗ xác em ping kìa. Hai khẩu luôn này. Đã thế em đổ xong bà 4 em bắn. UMP phụ phụ kiện bên này đi. Đây đây, anh có rồi. Đây. Cái này là đi chơi với gái á, thôi. Ai với nhau anh em à. Gái cũng gì. Anh ra mấy hôm em có đá xanh không anh em? Em xin nhít nhỉ? Đấy rồi, su là để làm gì? Đang à, đây, đây, kia. Đây, 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 em có rồi, em có rồi. Cho xin 5 lít anh dài, anh chặt Taber nhá. Dạo này chắc nợ đến lít chưa Taber ấy. Nói chung bắn phải bắn với nhau nhiều anh ạ, à. Kiểu mới ấy nhau được như... Nghe ấy nhau được ấy nhau là gì anh? Là kiểu bắt nhịp với nhau ấy. Chứ có phải là ấy đâu. Đây, qua chung cư. Để lúc anh không nói rõ anh cứ bảo ấy 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 ấy. Anh em ở trên kênh hiểu nhầm, ghê lắm anh. Anh hiểu là em xin comment 5 lít là hiểu à? Đúng rồi, anh hiểu mà. Bỏ đi mà làm người tay bơ ơi, bỏ đi mà sống. Cam này nhìn lạ thế. Ờ nó vẫn như mọi ngày mà. Nó vẫn như mọi ngày mà anh em. Em chào anh cụ lão nha. Ok nha anh trai Lưu Văn Luật ơi. Ok nha anh trai. Em hiểu rồi. Lên đảo không anh ta? Không. Anh em mình ra 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 ra. Hồi sinh lên đảo làm gì? Đồ mình đang có mà, bắn nhau. Đây đây đây, anh em mình ra đoạn này này, ra đoạn này chúng nó chuẩn bị lên đảo đấy. Đoạn nào? Ờ, đoạn giữa này. Đấy. Đoạn giữa đi. Ừ. Cái gì biết bắn đây? Không có đồ mới lên đảo chứ có đồ đồ này bắn được mà. Sao móc chung cư này? Đủ anh qua luôn á. Máu có thằng hai này. Qua chưa? Thằng ba, thằng ba. Con đấy, con đấy. Nghe tiếng mất chân hai tiếng. Phải, phải. Cả liên anh ơi. Mình xin. À, trọng Kevin anh Ken ơi. Trọng Kevin ấy. Ở đây nó bắn nhiều lắm này. Này đồ đâu ra mà nhiều nhỉ? Giàu thật đấy. Ở đây bao nhiêu xác luôn này anh? Toàn ngũ ba luôn. Em thiếu cái. Ai à? Bên Scoot nó tát em kìa. Mày tát lại em nữa. Nó phải cùi này kìa. Bất tử của chúng tôi à? Đẩy đây, đi không? Mình có hồi sinh mà, bắn tiến lên, có hồi sinh mà. Đây, 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 đây em lấy xe đi. Sau đá đúng không? Nó đâu ấy? Đẩy luôn anh, đẩy luôn anh. Sau đá à? Nó làm ở cái bóng này này.
Sau lưng anh có người. Ôi, xe nó đánh kìa. Đó bên sau gốc cây trên đi. Anh ơi, lùi 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 lại cứu em được ấy, lùi lại cứu em được ấy. Bay bay bay. Đứng núp sau cục đá, núp sau cục đá này. Đây 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 đây. Cho cả smoke vào đây. Bọn nó đang quăng, bọn nó đang quăng lên. Đứng yên với máu luôn nhé. Đây em bơm anh. Đẩy lên đâu cũng đẩy lên đâu. Lên luôn anh. Ở lên lên. Đây à, đây 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 đây. Trên gốc cây có một. Gốc cây này này. Một đầu, một đầu, một đầu. Đâu đâu nó. Trong nhà, trong nhà anh ấy. Yếu này. Không gì kinh ghê mày. Ok. Bot 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 bot. Ok. Kiếm em con nạc tanker á. Ok. Bơm máu luôn đi này. Mày hắn bắn bắn đi. Bắn nó đi mẹ nó. Mất dạy này. Không sao bị nhòe một tí à anh? Mẹ à. Ở đâu ra vậy? Cày chê. Mày quá vẫn còn vệ sinh. Nhảy xuống đây luôn nha em. Nhảy kiếm xe xuống xuống đây lúc đồ. Bọn này chắc bọn chắc bọn chung cư rồi. Mình giết bọn chung cư ấy. Hai thằng ở trên đấy. Hai thằng à? À. Em được may đâu đó. Ui, em bay ra đồi xương cá rồi. Cái này làm sao mà có xe đi được. Ở cho anh có xe, cho anh có xe. Anh cũng đang check. Anh vừa nhìn em thấy không quả có tính luôn à. Thôi anh bỏ anh. Bỏ á, bây giờ bỏ thì cho mình em cho anh có xe nhưng mà xa quá. Hệ tầm này lại bỏ mồm okay, đi. Ok ok. Đừng anh đi đấy, khoảng đấy. Ô. Xe đâu? Lấy xe đi, lấy xe đi. Đây 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 đây, em đây có xe rồi này. Ra cho em này, ra cho em. À. Không bị boss bắn chết là mình bom máu xong rồi đấy. Chỉ cần map đi, dạ ok anh, giờ phải đi quay lại mối đồ nữa em. Bây giờ phải quay lại mối ở đồ đấy giàu quá. Đoạn ấy giàu mà. Ở đấy cam có hai thằng nó không cam được hết đâu anh. Mình mà, bây giờ em cứ đâm thẳng chung cư cho anh. Em vào trong chung cư lúc đồ ra. Trong mấy chung cư nó đồ đầy. Đợi 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 xe này đi anh. Chà, nhà xe xịn thế, nhìn đẹp dài đấy. Sao rồi, được top 1 nào chưa? Nãy giờ anh ra không xem thì em bắn à? 2, 3, 4 cái top 1 anh buộc vào hỏi như ai ơi. Anh em quét qua cái tính này. Tính này em biết nó có đá chưa? À chưa. Ôi chẳng có đồ gì luôn anh ạ. À. Đi đâu anh? Mẹ hàng chọc đá nhanh thế. Thì sao mình vừa nhảy xuống mở văn mẹ trắng có tinh khôi. Cẩn thận là lách cô tinh kia, vô tinh kia bắn tính nhỉ? Lách cô tinh kia á. Em biết gì đâu. Ê, trước mặt có xe anh ơi.
Ôi anh có thủ gì thôi, anh thủ gì thôi, bị điên à? Chết thật, chết đấy. Trang bảo anh non như lốp xe á, con Trang á. Nghe giòn lắm. Nghe giòn không anh? Thôi bỏ nhá. Thôi bỏ, anh không thủ gì thế mà, anh đi thấp 1 anh không bắn được nó đâu. Nghe anh. Uzi của anh có nâng cấp không đấy? Có, hình như level 4 rồi. Ừ, có thì sợ gì anh ra ấy, nâng cấp tăng đam mà. Đúng rồi. Viên hay viên rồi đi. Đúng, chính xác. Thì em súng súng kiểu súng level 7 nó khác với level 1 đúng không? Nam kinh khủng lắm. Anh em đấy là anh em cũng biết chứ bọn viên gì nó búc mà súng nào có level 7, level 8 là nó búc đam ấy. Kiểu bắn băng thường à bắn kiểu bắn súng mặc định với bắn băng 7 nó. Sợ. Băng 7 nó khác biệt ha anh. Em thì em có thể là bắn gà nhưng mà cái tốc độ mói của em thì không ai ăn được. Được. Thằng cu này kìa. Nhà đồ tao đâu rồi? Ui gật. Nhóm đồ của mình. Có thằng nào nó có X8 hay gì không anh? Anh không biết này. Kia nó lấy 14 của anh em này. Ở dưới này còn đầy xác này. Đúng không? Đây, xác dưới này này. Ông anh trốn chung cư rồi. Đây M4 anh, M4 anh. Không, ông anh tên chung cư nhiều đồ lắm. Xác mấy thằng cu okay. Lúc nãy giàu anh. Mình có đút hết rồi. Quá nhanh anh em chứ đứng ở lại mà đợi này nó bắn nó đi luôn đấy, bắn luôn đấy. Tình hình trên đấy thế nào ấy? Ổn đi em ơi, ổn, rất là ổn luôn. Giàu thế nhỉ? Nhưng mà không có cua. Ui, đây có xác nữa này. Đầy xác đầy. X8 này. Hình như hết xăng phải em. Còn tí. Đừng có dí ga là được. Xe xịn, xe xịn. Tiền đồ có x3 thôi, x4 được anh. Anh cầm bắn x nào rồi đấy mọi người. Bắn x nào chả không chuẩn. Mày rất là giống anh già, đúng rồi đấy. Đúng nào chả chắc nữa. Bắn đâu chả không chuẩn anh em. Đúng. Xuống cái khu lúc nãy thì xem mấy thằng kia ấy. Thế ơi, lâu lắm mới thấy anh nhá, TB của mình ấy. Tôi qua đi chơi với người yêu à, cầm á. Đâu qua. Ở đây có nắm sát cái anh ơi. Ôi, cảm ơn anh Lì nhá, cảm ơn anh Lì đã ủng hộ cầm 30 sao nhá, cảm ơn nhá. Ở bên phải, bên phải, như là xe. Bơm máu đi em, bơm máu nó, bơm máu rồi vào luôn. Không vào nó quẹt cho hai viên phát là đi. Ồ, AMR kìa. Cháu thằng có 3 red rồi kìa. Cái khổ bé, nghe khẩu ấy, mình thấy bắn như tóc. Cái khẩu đấy không lo, em bắn 2 viên vào đầu thì kia không nốc ạ. Mà nó đang khẩu ấy, đáng lẽ là phải 2 viên, giống như 2 viên một siêu xe là nổ đấy. 2 viên siêu xe không nổ, ảo thật đấy. Ở dưới kia nguy cơ bạn tôi đúc đèn năm sau cưới thật đấy, làm gì có nhỉ? Bên phải có Spooky nhá. Nó chết rồi đấy. Em thấy chưa? Hai thằng. Hai thằng luôn kìa anh ơi. Nó chết rồi, nó hút thế là nó chết rồi. Quánh hết anh ơi.
Hay quá anh. Mẹ anh gặp Bookie là anh đầu tiên anh phải phá lúc sau nó trước. Mua nhiều. Thôi bỏ anh đi. Những người đây mỗi người nhỉ đó. Anh không thể tha được mấy cái bộ đồ này được em. Được. Ôi nhưng hết xăng mất rồi, xe hết xăng mất rồi. Ở bên trong cái khu này cũng liệu có bình xăng không anh nhỉ? Như không, ở mấy khu này không có bình xăng. Để thì vào đây tìm xăng quá đây. Không có đâu, trong mấy khu này không có. Không có xăng thôi, xong rồi vào đây anh em mình. Ui, ở đâu đấy? Bên này. Watch out. Nào bắn ghê ấy. Nó bắn đi. Bắn đoạn nào em chưa nhìn thấy nó luôn đấy. À ha ha. Con này đinh đẩy lên. Rồi xong luôn. Được sau có được game. Rồi xong rồi. Con này thì đi luôn. Chân đi lạnh toát rồi. Em anh chạy dần vào bo đi, nó không để ý đâu. Bọn nó cũng đang áp sát được mình này nè. Bỏ bây giờ bỏ không kịp đâu. Bỏ một khoảng đường dài này bỏ không kịp. Thế thì chạy đi, chạy đi, chạy không? Em thấy nó đẩy lên chưa? Đây. Thế thì đứng lại thôi. Nó đẩy lên đây đấy. Cục đá kìa. Chạy dần em ơi, chạy dần đi. Bách ngược bên này chạy dần đi. Không chết chúng. Em chào anh Luận Vũ nhá. Em Dương AT lần đầu donate à? Anh lại lừa anh. Anh cảm ơn Dương AT nhá. Cảm ơn em, ủng hộ anh 30k nhá. Đi luôn. Biết rồi, anh biết rồi. Anh biết mà, mới bảo đi luôn. Anh cảm ơn Dương AT nhá. Đi inbox em à, thôi. Anh không lấy đâu. Trường ơi, Thu ơi. Qua cùng chị. Mấy thằng kia bây giờ mới chạy kìa. Nhà thì tao chạy lâu rồi cu. Nằm đôi kê nó em ơi. Cũng hợp lý. Một viên. Ở đây luôn đây. Ở đây lốc bò. Có lốc không? Không lốc à? Tính không? Lốc kìa. Sao kiếm cái xe mà đi nha các bạn. Chết rồi. Hai này chết bò này. Khi mà nhiều máu là nó vẫn chạy được vào bo ấy. Khu nhà không con bo. Ui, chạy khu nhà này nguy hiểm quá. Chạy dưới thôi em. Ở dưới không chạy được. Bây giờ chỉ biết cong đít mà chạy. Em chào anh Hải Thành nhá. Hello mọi người. Anh em được chưa like? Mấy một like. Đây. Không, nó bắn đó nó không bắn anh em mình cứ chạy thôi.
Bọn nó vẫn trầm bố khó nhỉ. Không, mình ra viện này cứ ra ngoài này nằm thôi em. Nó trong nhà có trong bo đâu. Quay cái nhà trong đó. Trời ơi, nhiều. Ở nhà ấy vẫn không cần thằng cửa trong bo. Nó mình đứng ngoài này thôi, nó làm gì đâu. Lái xe máy của giới như này cần gì phải vẫn cứng thương đúng. Rồi mình bo vào rồi. Sau khi di chuyển em cứ sát sát kiểu gì nhỉ? Đang nó bị lag em. Anh ấy thế, nó kiểu mỗi người nó kiểu nó không di chuyển bượt đúng không? Em phải out game ra vào lại là được. Bao vây ấy. Còn 7 thôi. Nốt 1 kìa. Bên này, hình như bên này. Watch out. Bắn hướng bên này. Tiếp. Thì bo. Mấy cái kiểu kiểu nó bắn được quá alo bây giờ. Ôi. Hai viên mà không nốc. Mình phải chuồn vào bo đây anh em chuồn vào bo ra. Nốc chết cù. Nốc đầu đây em. Nốc cái nhà này. Watch Còn bò nhanh cực kỳ mình. out. Em mình nhìn anh xem. Ui dài ơi. Anh Để chạy qua nhanh anh. ấy, anh chạy nhanh lắm cu. Nỗi nữa nỗi cả chân ạ. Nhà Eo ơi. có xe nó kê bò phát là mình đi. Nhanh chân mà chạy. Bọn trong nhà những có xe. Watch out. Để em kê bọn trên này. Tôi còn có ba thằng. Ba thằng tiếp gì? Mấy thằng trong nhà mấy thằng bên trái. Trên này vừa có Watch đấy anh ơi, vừa có thằng out. À, hình như còn mấy thằng cu trong nhà này. Ừ thế thế còn Watch hai thế thế còn hai trong này out. đây anh. Cái xe nó không? Còn nó lấy xe đi kìa. Tôi lấy xe kìa. Sau lưng nó. Nó có con bom anh đâu đây sau lưng anh. Con nó đâu nhỉ? Ô, sao này trọng này? Nó không biết. Nó vứt bom anh mà anh không biết nó ở đâu. Em nghĩ ở dưới mấy cái hõm này Watch này. out. Ở đấy. Thiệt thật, thiệt thật. Nó Đấy, hạ dưới hồ. hõm rồi. Ờ, chứ hõm dưới này nè, chứ không phải hõm đấy. Watch out. Không dễ. Thường thật. Ôi, gì hết cơ em ơi. Ok anh em, anh chào Thùy nhá. Đi về tóc ngố đấy á. Ờ mất vào tóc kia rồi, nhìn bớt đẹp trai hẳn luôn anh em. Trọng ơi, anh nghỉ ăn cơm Trọng ơi. Buổi trưa anh chỉ là 2 tiếng thôi. Alo. Trọng ơi, anh nghỉ ăn cơm. Anh Alo, nghỉ á, alo. ok Anh anh nghỉ, nha. anh nghỉ. Thôi, hẹn bữa sau nhé. Ok thế, bye Ok. bye anh nhé, bye bye mọi người. Bye mọi người nhé, em nghỉ. Tình huống nhạy cảm á, ô quả nhạy cảm. Em nghe nó, em đoán nó ở đấy. Gờ đấy. Ôi chắc em nghỉ đấy mọi người ơi. Bye bye anh em nhé. Nâng cấp loại phát cái gì này.
Em nghỉ ăn cơm phát. Bye bye anh em.